Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Dân Blog. Thì video ngày hôm nay Dân xin phép được chia sẻ nha các bạn. Ở thời điểm hiện tại thì mình nên mua voucher đời cũ hay là voucher đời mới, tức là voucher đời 2023 và voucher đời 2024. Voucher 2023 thì Dân kêu là voucher cũ nha các bạn cho dễ phân biệt. Thì tới giờ phút này thì voucher mới nó đã ra mắt thì nhiều anh em sẽ lăn tăn là không biết là nên mua voucher đời cũ hay là đời mới. Thì anh em có thể tham khảo video của Dân nha. Thì đầu tiên thì giá Dân sẽ nói giá trước để cho anh em tham khảo luôn. Thì voucher đời cũ và đời mới hiện giờ ở các đại lý là nó bán song song với nhau luôn, tại vì cái mẫu đời cũ nó vẫn còn tồn kho. Giá thì cái đời cũ nó sẽ rẻ hơn cái đời mới từ 1 tới 2 triệu nha các bạn, tức là voucher đời đời 2024 nó mới ra mắt thì nó sẽ mắc hơn đời cũ từ 1 tới 2 triệu. Đầu tiên thì mình phân tích về ngoại hình trước. Ngoại hình thì đời cũ và đời mới là không khác nhau gì hết nha các bạn, giống hệt với nhau luôn, động cơ máy móc tất cả mọi thứ đều y gan nhau luôn, chỉ có điều Honda tinh chỉnh một chút xíu là cái đời mới nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu xăng hơn đời cũ một chút xíu, nhưng mà không đáng kể nha các bạn. Rồi giá thì trên lệch 1 tới 2 triệu tùy tùy theo phiên bản. Thì sẽ có rất nhiều anh em là không biết bây giờ đi ra tiệm mua thì không biết mua cái đời cũ hay là đời mới. Thì danh viên em nếu mà bây giờ mình phân tích kỹ thì nó không khác cái gì hết trơn, nó chỉ khác màu nước sơn với màu tem, thì mình mua đời 2023 mình chạy vẫn được. Nếu không phải chi mà đời mới nó được trang bị động cơ hiện đại hơn, nó êm hơn thì mình bỏ xuống tiền mình mua đời mới thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà còn đằng này thì nó giống nhau hoàn toàn, nó không khác nhau một cái gì hết trơn, chỉ có thay đổi màu sơn thôi. Thì cái này nó cũng không có quá quan trọng nữa các bạn, nên anh em mua đời cũ anh em chạy đời 2023 nó tiết kiệm tiền được 1 tới 2 triệu thì cũng khá là ok. Mình nói là nói đời cũ nói vậy thôi chứ thật sự là xe mới 100% nha các bạn, tại vì nó bước sang năm 2024 rồi nên mình kêu 2023 là đời cũ vậy thôi, chứ còn đại động cơ máy móc thì sức mạnh thì cũng như nhau, tất cả mọi thứ đều như nhau hết. Thì thôi anh em nên mua cái đời 2023 chạy đi. Màu sơn dần về màu sơn thì nó cũng không có quá quan trọng đâu, tại vì một nước đời cũ đời 2023 thì nó sơn màu màu xám, đời mới thì nó sơn màu đen nha, màu đen bóng. Cái dàn chân á nó khác nhau chỉ vậy thôi chứ không có cái gì hết. Thôi anh em dành theo ý kiến riêng cá nhân của dành thì anh em nên mua cái đời 2023 tiết kiệm được 1 tới 2 triệu cũng ok rồi. Rồi video dành chia sẻ đến anh em những nội dung như vậy thôi. Những anh em nào có ý kiến gì fan của khu chợ thì anh em vô bình luận nha. Anh em cứ bình luận thoải mái để anh em mình chia sẻ góp ý nha các bạn. Thật sự khu chợ 2023 2024 thì anh em nhìn từ xa anh em cũng khó phân biệt lắm. Rồi xin chào các anh em nha.